Con chào bác ạ. Vâng, chào chú. Hôm nay con vào nhà, con muốn phỏng vấn hình ảnh của bác về quá trình ngày trước bác được trị bệnh tại Ả Thuốc. Trước tiên, bác tâm sự đôi lời về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Tôi là Lê Thị Toàn, ở đội 2, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Vâng. Bác cho biết về ngày trước bác, bệnh tật của bác đau đớn như nào ạ? Năm 2008 thì tôi thấy đau lưng và tôi đi chụp chiếu thì bác sĩ bảo tôi là thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Bác đau như nào bác đi khám bệnh ạ? Tôi đau nghĩa là đi lại thì khó khăn và ngồi xuống không đứng được lên, phải có người nâng dậy. Thì khi tôi nằm phải có người nâng tôi nằm và tôi dậy phải có người nâng tôi dậy. Bác đau như vậy thì kéo dài có nhiều thời gian không? Tôi đau khoảng thời gian nửa năm. Vâng. Những cái cơn đau nặng nhất của bác kéo dài đến hình bao nhiêu tháng ạ? Cơn đau nặng nhất là kéo dài trong khoảng một tháng. Một tháng. Bác còn nhớ những cơn đau của bác như nào bác kể cho con biết không ạ? Cơn đau của tôi thì tôi cảm tưởng như là chết. Lúc nào tôi nghĩ vào khéo là chết. Dạ. Vâng, tôi đau nhiều quá. Tôi bảo là bây giờ cứ đau như thế này thì không biết là lấy thuốc ở đâu. Dạ. Thì tôi đi chụp chiếu thì bác sĩ bảo tôi như thế. Thì tôi về thì được người giới thiệu lên nhà bác sĩ Thạc ở trên cầu Hạ Dục. Sau khi bác về nhà thuốc ấy, thì trước đó bác đau nhiều, bác có đi điều trị ở đâu không? Không, tôi không điều trị ở đâu. Tôi dạ, tiêm vâng. Là tôi không tiêm. Tôi dạ. Chưa bao giờ tôi tiêm. Mà vâng. Tôi không điều trị ở đâu. Thì tôi thấy được người ta giới thiệu lên đấy là tôi lên đấy là tôi lấy thuốc. Thì bác sĩ Thạc là cho tôi 5 ấm. Về tôi uống là tôi thấy đỡ. Xong rồi cứ lên tôi lấy 5 ấm để mới đầu tiêm. Bệnh tình của bác điều trị nhà thuốc ấy, nó đau vâng. lên hay giảm luôn? Nó giảm từ từ. Dạ vâng. Vâng. Ngày bác chưa điều trị bệnh nhà thuốc ấy, thì cái cơn đau của bác nặng nhất thì bác có nhớ và kỷ niệm nào không? Nghĩa là đau nhiều tôi không kỷ niệm được. Đau vâng. quá tôi chả nghĩa là đau quá nhiều. Vâng. Cái cơn đau của bác biểu hiện về ngày và đêm nhiều ạ? Quá cứ đi lại nhiều là đau. Dạ. Mà không dám nằm nhiều. Dạ vâng. Nằm nhiều cũng đau. Lúc đó bác đau nhiều có phải người chăm sóc bác không? Có. Vâng. Vâng. Lúc đó bác đau như vậy thì ai là người chăm sóc bác hàng ngày? Chồng tôi. Dạ vâng. Vâng. Lúc đau nhiều bác có đi lại có dễ dàng không? Đi lại thì tôi phải vịn tường tôi đi. Dạ vâng. Vâng. Cái cơn đau của bác đau ở bên chân nào nhiều bác còn nhớ không ạ? Tôi đau ở bên chân phải. Dạ vâng. Vâng. Lúc bác đau nhiều quá bác là vịn tường. Vâng. Ví dụ tôi tắm là phải có người mặc quần cho tôi. À. Có bác tắm là đau quần. Và phải người vâng. phụ đúng không? Vâng. Vệ sinh hàng ngày của người phụ bác. Vâng. Phải có người tắm và phụ bác mặc quần áo. Vâng. Lúc mà bác đau nhiều thì cái cảm tưởng bác thấy chán nản với bệnh nhiều không? Lúc tôi đau nhiều thì tôi chán nản, tôi nghĩ một khéo mà chết. Tôi dạ, chỉ vâng. nghĩ đến chết. Dạ. Vì bây giờ đau mà tắm rửa phải người hầu thế này, co chân lên mặc quần là không thể co được. Dạ. Biểu hiện là đau nặng hơn một tháng hay gần một tháng bác? Đấy, đau nhiều là khoảng một tháng đấy. Một tháng. Sau khi đi khám về, đích xác mình thoát vị đệm và thoái hóa cột sống. Vâng. Và bác về đến nhà thuốc điều trị, mới đầu bệnh tình nó giảm luôn không? Nó giảm từ từ. Dạ vâng. Thì tôi thấy nó có thuyên giảm thì tôi cứ lấy tiếp. Ngày đó thì bác uống tổng nhà thuốc bao nhiêu tháng? Bác ổn hoàn toàn ạ? Tôi uống trong vòng 3 tháng. 3 tháng. Vâng. Bác bị bệnh bác năm bao nhiêu nhỉ? Năm 2008. Vâng. Từ nói bác khỏi và ổn định bao nhiêu thời gian vậy ạ? Thì từ năm đến giờ là năm 2021. Dạ vâng. Đấy, từ năm đến giờ tôi chưa thể đau lại. Tôi tức, đi làm bình tức thường. Tức là được hơn chục năm rồi không ạ? Vâng. Phải không ạ? Vâng. Bây giờ bác làm việc bình thường chưa ạ? Bây giờ là làm bình thường. Vâng. Vâng. Ngày đó bác đau nhiều bác còn làm việc bình thường không? Ngày nó đau nhiều thì chả có làm cái gì mà chỉ có ở nhà người hộ cơm thôi. Dạ vâng. Tôi không làm được cái gì cả. Bác không làm gì được và vâng. hàng ngày đau đớn quá phải người chăm sóc bác. Vâng. Tức là người chăm sóc bác hàng ngày là bác trai đúng không? Vâng. Vâng. Lúc đó thì bác trai tắm cho bác này mà còn vâng. nào? Vâng. Có ăn lúc bác ăn uống bác có ngồi được không? Ăn uống thì tôi phải ngồi ghế. Dạ vâng. Không ngồi được thấp. Không ngồi được thấp mà phải. Vâng. Lúc đó biểu hiện nặng nhất về cái bác đau về vị trí nào nhiều nhất? Vị trí ở ngang thắt lưng. Dạ. Hôm nay con phỏng vấn hình ảnh của bác thì
từ lúc mà bác điều trị bệnh là 2008 và năm nay là 2021 rồi, tức là hơn chục năm rồi. Thì hơn chục năm nào bác còn đau mỏi gì không? Qua năm ngoái thì tôi thấy nó hơi đau ở bên hanh thì tôi lại đi lên đấy tôi lấy thuốc thì cho trụ ấm thì tôi về tôi uống một nửa là tôi khỏi là tôi lại không uống nữa. Bình thường. Vâng. Năm ngoái bác đau ở vị trí nào? Đau ở bên chân phải. Chân phải. Vâng. Bác uống mấy tháng là bác ổn là khỏi đúng không? 5 tháng là tôi khỏi là tôi lại thuốc tôi lại cất đi. Dạ vâng. Ngày đó thì năm 2008 ấy, vâng. Ai là người mách bác đến nhà thuốc? Bác còn nhớ không ạ? Tôi cũng không nhớ nữa. Dạ vâng. Lâu rồi đúng không? Vâng. Dạ. Ngày đó thì bác đi nhà thuốc bằng cái phương tiện gì? Năm đó là 2008 là rất là lâu rồi. Thì năm đấy là đi xe ôm. Xe ôm ạ? À? Dạ. Vâng. Lúc đó bác đau thì bác đi xe ôm bác còn có ngồi được không? Đi là phải đi chậm. Dạ vâng. Là phải lai đi chậm. Dạ vâng. Nếu đi nhanh là sốc là tôi đau lắm. Dạ. Vâng. Hôm nay con vào phòng hình ảnh của bác, lúc đó là bác đã khỏi bệnh được rất là nhiều rồi. Vâng. Và ổn định được hơn chục năm rồi. Vâng. Thì bác cảm nhận nhà thuốc con điều trị bệnh của bác có hiệu quả không? Tôi thấy hiệu quả, tôi cũng giới thiệu nhiều người ra đấy rồi. Dạ vâng. Vâng. Vì con biết bác là bác mách nhiều người đến nhà thuốc thì hôm nay con vâng. vào nhà để bác phòng hình ảnh của bác. Thì thay mặt nhà thuốc thì con cảm bác đã cho con bớt chút thời gian để cho con gặp bác và phỏng vấn đôi lời của trình điều trị khỏi bệnh tại nhà thuốc. Con cảm ơn bác và chúc bác và đình luôn khỏe ạ. Vâng, thì tôi cũng chúc là gia đình cứ phát huy truyền thống của nhà thuốc dạ vâng để cứu chữa cho dân được khỏe mạnh. Dạ vâng. Tôi khỏi được thời gian như thế là tôi rất là cảm ơn. Dạ. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Vâng, con chào bác nhá. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Dạ vâng, chào thầy. Hôm nay em lên Tuyên Quang để ghi hình của anh. Trước tiên anh chia sẻ đôi lời về họ tên, địa chỉ, quê quán, anh đang ở đâu? Dạ vâng, em tên là Nông Văn Phú, quê ở xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Là em cách đây 3 năm về trước ấy, là em có bị thoát vị đĩa đệm. Vâng. Thì là cũng đi nhiều nơi, tìm nhiều thầy thuốc, chữa trị, đi mấy tỉnh rồi, ở phía Bắc mình ấy. Anh kể em về cơn đau như nào mà anh đi khám và điều trị bệnh ạ? Vâng, mấy đầu ấy là thì là nó đau gọi là tê bên bên một bên chân này. Xong dạ. Rồi em bị đến nỗi nó bây giờ hiện tại là cái lúc đấy nó bị teo một bên mông. Dạ. Tê chân, buốt chân, kiểu buốt xuống dưới bắp chân này này. Dạ. Xong về sau là đi khám cũng là đi nhiều lần ở trên này, người ta cũng gọi là thiết bị các thứ chưa hiện đại, là đi khám ở dưới bệnh viện huyện người ta bảo là không có bệnh gì. Xong dạ. Mãi về sau ấy là xuống dưới bệnh viện trung ương, dưới bệnh viện đa khoa ấy, thì là người ta chụp chiếu thì là thấy bác sĩ mới bảo là bị thoát vị đĩa đệm L4, L5, S1. Ngày đó anh kể cho em một cái tỉ mỉ về triệu chứng đau của anh và cơn đau biểu hiện nặng như nào ạ? Những cái cơn đau ấy là gọi là nó đau dữ dội, là đau đến nỗi là đêm ngủ ấy là hầu như là không đêm nào ngủ được. Dạ. Đấy. À, đến bữa ăn ấy là mỗi một bát cơm ấy là phải nằm xuống 2 lần. Dạ. Ăn cơm là mỗi khi ăn cơm này phải lấy tay vịn vào một cái chỗ nào ấy để là gọi là nâng đỡ cơ thể mình, nó giảm tải cái áp lực từ trên xuống dưới. Dạ. Mới có thể ăn, nói chung là ăn một bát cơm là phải mất 3 lần nằm. 3 lần nằm. Vâng. Nằm đau như vậy kéo dài có nhiều thời gian không? Đau ấy, là nói chung là đau thì là đau cũng đau lâu rồi, như kiểu cứ chủ quan ấy, thế là cứ nghĩ là đau rồi đau do lao động vất vả hay là gì. Xong rồi mãi về sau ấy là thấy nó đau nặng quá, xong mới đi kiểm tra và khám mới phát hiện. Sau khi anh khám và điều trị về, anh có điều trị ở những đâu không? Sau khi khám và dưới bệnh viện ấy, cũng điều trị ở dưới bệnh viện, xong là họ cho vào, các bác sĩ cho vào với khoa xương khớp hay là gì ấy, dạ. Nói chung là bây giờ không nhớ nữa. Về sau là cũng không khỏi, đi rất dạ. Nhiều nơi bác sĩ vào mổ, cũng được nhiều người, người ta cũng thấy người ta bảo là mổ là không khỏi. Dạ. Không khỏi, cho nên là cũng nghe người ta gọi là điều trị theo đông y ấy. Dạ.
Thế là về sau là tìm thuốc, đa số là thuốc nam. Dạ. Đi rất nhiều nơi, nào là Bắc Cạn, nào là Bắc Giang, nào là dưới Thái Nguyên, đi nói chung là đi nhiều nơi. Dạ. Về sau ấy, là một hôm ấy, vô tình lên trên mạng để dạ. tìm cách chữa thoát vị đĩa đệm, thế là vô tình vào được kênh YouTube của thầy ấy. Dạ. Thế là tìm được thầy giới thiệu về cái bài thuốc của thầy chữa bệnh. Dạ. Tìm đến thầy và đến nhà thầy đầu tiên ấy, là cái tháng đầu tiên là em gọi điện đến cho thầy và thầy gửi thuốc về tận nhà. Dạ. Xong đến tháng thứ hai là em lên tận nhà thầy để lấy thuốc. Vâng. Và thầy hướng dẫn sử dụng thuốc. Mới đầu anh điều trị của nhà thuốc ấy, bệnh tình có đau lên hay là giảm luôn? Đầu tiên ấy là nó không đau, không có một cái tháng đầu tiên ấy, nói chung nó không có một cái cảm giác, không có biểu hiện gì đau cả. Dạ. Thế là đến tháng thứ hai, tức là tháng đầu tiên không giảm. Không giảm, không đau, nó dạ. vẫn như thế, nó không đau thì vẫn đau nhưng mà nó gọi là nó không đau thêm, không giảm thêm gì đấy, nó vẫn y hệt như thế. Dạ. Không có một cái biểu hiện gì cả. Dạ. Vẫn lúc đấy vẫn tin tưởng cái bài thuốc của thầy, nên là uống tiếp tháng thứ hai vẫn không có biểu hiện gì. Tháng thứ dạ. ba bắt đầu mới có cảm giác là uống khoảng độ tầm độ tháng thứ ba ấy, uống khoảng độ tầm chưa đến chục ngày. Dạ. Xong là thấy hết đau xong là bắt đầu là lúc đấy là cũng chủ quan là cũng không uống nữa. Dạ. Thuốc thì vẫn còn nhưng mà thấy nó hết đau là không uống nữa. Dạ. Sau khi anh điều trị tổng mấy tháng anh khỏi? Nói chung là từ khi sử dụng thuốc của thầy ấy, là nói chung là tầm độ 3 tháng. Dạ. Tầm 3 tháng là khỏi. Nói dạ. chung là bây giờ gọi là lao động bình thường rồi. Dạ vâng. Chạy nhảy bình thường. Ngày trước là không bao giờ có chuyện gọi là chạy nhảy hay là cúi xuống. Ví dụ như là cúi xuống để lấy một cái vật gì ấy, không bao giờ cúi được. Dạ. Nó đau kéo từ bên trên này, bây giờ nó nhói từ hai bên bả vai này xuống dạ. bên dưới, xong là đau cả bắp chân này, tê chân, teo cả mông này, các thứ đau lắm, đau dã man luôn ấy. Ngày đó thì anh chân teo, tê chân, mấy bên nào nặng nhất ạ? Bên trái, hầu như là đa số là bên trái, bên phải là nó không làm sao cả. Và lúc đó anh trẻ tuổi mà anh bị bệnh như vậy thì cái tâm lý và trong cái suy nghĩ của anh có thấy lo lắng và hoang mang nhiều không? Nói chung là lúc đấy cứ nghĩ là, xong là mấy ông hàng xóm lại trêu bảo là mày trẻ như này thì vợ mày bỏ cho hàng xóm thôi. Dạ. Là nghĩ cái tư tưởng nó sống như thế này cũng chán lắm. Dạ, gọi là như mình còn trẻ như này, tương lai còn rất dài mà như thế này thì hỏng hết. Cũng may là tìm được thầy chữa trị cho bây giờ. Nói chung là bây giờ khỏi bệnh là vui rồi. Lúc anh bị nặng thì tâm lý hàng xóm hay trêu đúng không? Vâng. Lúc anh là mới đi vợ. Vâng. Vâng. Anh kể em cái cơn đau và bị đau nặng nhất và những kỷ niệm của anh và những cơn đau nào? Cái kỷ niệm của em là nhớ nhất là cái hôm mà em xuống dưới bệnh viện ấy thì dạ. Được mấy cô bác sĩ ở dưới đấy cũng là chỉ cho những cái bài tập gọi là bài tập đau lưng ấy. Dạ. Xong cái hồi đấy là bác sĩ là chưa biết cái bệnh này gọi là, dạ. gọi là chưa phát hiện ra. Thì dạ. tập những cái bài tập đấy là không biết là nó đau hơn hay sao ấy. Dạ. Thế là có một hôm ấy là nhớ nhất cái kỷ niệm là em tắm ở trong nhà tắm của bệnh viện ấy. Dạ. Là đến nỗi là em tắm gọi là không thể nào đứng được tắm, gọi là lấy cái vòi xịt của bệnh viện ấy là rửa sạch một cái sàn tắm ấy, nhà tắm ở dưới bệnh viện ấy. Xong dạ. tắm nằm. Đấy, mọi người phải hiểu là tắm nằm nó như thế nào ấy. Dạ. Gọi là lúc đấy không thể đứng được. Tắm ấy là tắm gọi là cứ dội nước xong là bắt đầu là nằm xuống để mà cọ thân thể, xem là khi nào cọ xong nó bắt đầu lại đứng, gọi là không đứng được. Dạ. Vẫn một tay bám bên này, gọi là ngồi thôi. Dạ. Đấy, nhớ nhất cái kỷ niệm đấy. Lúc đó đau rất là nặng. Vâng, đau rất nặng luôn. Anh đến viện khám và được bác sĩ điều trị những pháp như nào anh còn nhớ không? Đầu tiên ấy là đến đấy ấy, là bác sĩ cho điều trị những cái bài tập gọi là bài tập đau chân lúc đấy, bởi vì lúc đấy đau chân mà tê chân đây này. Vâng. Xong là bài tập gập người nữa. Dạ. Đấy, lúc đấy là bác sĩ là chưa phát hiện cái bệnh này. Dạ. Sau khi điều trị ở viện một thời gian có hiệu quả không? Nó không có hiệu quả, xong là về đến nhà là nó cảm giác là lúc đấy ở dưới viện là nó kiểu đau tăng thêm. Dạ. Tăng thêm xong là lúc đấy là chưa đến ngày xuất viện mà xong là bỏ bệnh viện, bỏ dạ. viện gọi là trốn ra viện ấy. Dạ. Thì là xong là trốn ra viện xong đi tìm thuốc nam luôn. Dạ vâng. Tìm thuốc nam xong là lên hết trên Bắc Cạn là các thứ, tìm cứ nghe
tứ phương, chỗ nào có thầy thuốc chữa bệnh là đi chỗ đấy. Dạ. Bệnh tình có thuyên giảm không anh? Cái hồi đó là không giảm. Dạ. Sau khi cơ duyên ở nhà thuốc, anh chị 2 tháng bệnh tình không giảm. Vâng, 2 tháng. Lúc đó cái lòng tin và cái sự tin tưởng của anh thấy hoang mang nhiều không? Vâng, thì lúc đó nói chung là 2 tháng ấy, là nói chung là không có cái biểu hiện gì. Dùng thuốc của nhà thầy ấy, là cũng được 2 tháng là không có cái biểu hiện gì. Lúc đấy cũng nghĩ là sợ lừa đảo hay này nọ ấy. Dạ. Người ta cũng nói là, nói chung là lúc đấy là cái suy nghĩ bảo là thôi đã chót 2 tháng rồi, cố thêm 1 tháng nữa. Dạ. Thế là tháng thứ 3 uống chưa đến chục ngày mà nhớ rõ lắm, chưa đến chục ngày, thế là thấy nó khỏi bệnh không đi làm luôn mà. Dạ. Sau khi anh khỏi bệnh và từ đó nay anh khỏi hoàn toàn được bao nhiêu năm rồi? Nói chung là bây giờ năm đấy là bây giờ là được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Bây giờ có thể lao động bình thường. Bình thường, làm bình thường. Vâng, từ lúc ấy uống thuốc khỏi xong mới đi gọi là đi lao động nước ngoài được. Dạ vâng. Sau khi anh điều trị khỏi 3 năm và trong suốt 3 năm đó anh còn đau không? Nói chung là trái nắng trở trời nó vẫn có cái cảm giác nó gọi là hơi nhói nhói. Ừ. Nhưng mà mưa xong nó lại hết. Bình thường. Có nghĩa là cái lúc trời chưa mưa ấy thì là nó kiểu nói chung là nó như một cái dự báo thời tiết ấy. Dạ. Nó hơi tê tê buốt buốt một tí xong là kiểu là mưa xong di chứng của bệnh. Vâng. Dạ vâng. Trong suốt 3 năm đó anh có đau nại một tí nào không hay chỉ có hơi mỏi thôi? Không đấy, cứ trái nắng trở trời là nó mỏi mỏi tí thôi. Ừ. Mỏi khoảng độ trong vòng khoảng độ 1 tiếng. Dạ. Đấy. Thế là lại bình thường. Vâng, lại bình thường. Dạ vâng. Trời hết mưa lại bình thường. Ngày trước anh đau nặng và teo chân. Lúc đó anh đi lại còn lệch người không? Có, đi vẹo 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 một bên người ấy. Dạ, người vâng. Thường người ta nhìn còn phát hiện. Dạ. Sau khi anh điều trị rất nhiều nơi bệnh tình không hiệu quả và cơ duyên được nhà thuốc biết là nhà thuốc và điều trị 2 tháng vẫn không giảm bệnh và không đau lên. Và anh điều trị sang tháng thứ 3 bệnh tình thì giảm. Và từ nay anh khỏi được 3 năm rồi. Vâng. Hiện tại anh công việc anh làm nghề gì? Là nói chung là công việc của em là em làm về nghề xe máy. Dạ. Nghề sửa chữa xe máy là cúi, gọi là đứng cúi nhiều ấy. Vâng. Là bình thường cho. Dạ vâng. Bây giờ chân anh còn teo không? Mông còn teo không? À, mông thì là bây giờ có nghĩa là cái đấy bác sĩ người ta bảo là cái đấy không hồi được. Vâng. Vâng. Cái vâng. Đấy. Có nghĩa là cái chân của anh bây giờ anh còn teo không? Mà chân là không teo. Vâng. Bây giờ chân là không teo nữa. À. Có nghĩa chân bây giờ nó có cơ chân nó phát triển. Ý hỏi là ngày trước ấy, từ lúc anh bị bệnh và cho lúc anh khỏi bệnh 3 năm rồi, hiện tại chân anh có còn teo không? Thì là bây giờ hiện tại bây giờ là không làm sao nữa. Không là sao, bình thường rồi. Vâng, bình thường. Ngày trước anh đau nhiều và đi lại làm việc khó khăn. Và những cơn đau nặng nhất thì anh không phải tắm được, phải nằm tắm. Vâng, ăn cơm phải nằm. Ăn cơm là đến nỗi là gọi là kiếm một cái chỗ nào để vịn lên trên này. Dạ. Để vừa ăn một tay để kéo vít trên này giảm tải áp lực ở trên xuống. À, chứ là anh phải lấy cái dây ở buộc cái dây ở trên. Vâng, kéo lên. Vâng, đấy. Lúc anh đau nặng thì ai là người chăm anh thường xuyên? Vâng, lúc đấy nói chung là lúc đấy là chỉ có mỗi vợ thôi. Dạ, vợ thì lúc đấy hai vợ chồng còn làm dưới Hải Phòng. Thế dạ, lúc đấy vợ làm chỉ gọi là tiền lương công nhân ấy trả được bao nhiêu. Dạ. Chạy hết chỗ này chỗ nọ, chạy rất nhiều nơi rồi. Dạ. Chạy chữa rất nhiều tiền rồi. Cũng may là gặp được thầy. Dạ vâng. Uống thuốc nhà thầy xong là khỏi. Sau khi anh khỏi bệnh về và anh đi lao động nước ngoài đúng không? Dạ vâng. Trong suốt quá trình lao động nước ngoài anh có đau đớn gì không? Không có một cái biểu hiện gì cả. Dạ vâng. Hôm nay anh lên nhà thì em phỏng vấn hình ảnh của anh. Dạ. Anh cảm nhận nhà thuốc em đôi lời về quá trình điều trị bệnh của anh có hiệu quả không? Dạ vâng, nói chung thì là thuốc của nhà thầy ấy thì là những người khỏi bệnh rồi thì là mới biết. Dạ. Là thuốc của thầy hiệu quả như nào. Dạ. Em ấy là cũng được thầy chữa trị và khỏi bệnh ấy. Dạ. Giờ là em tin tưởng hoàn toàn. Dạ vâng. Ngày trước là cũng qua hình ảnh thì là nhiều người ta bảo là hình ảnh ấy thì là sợ lừa đảo như này nọ. Thì lúc đấy có bệnh rồi ấy thì cứ chỗ nào có thầy có thuốc là tìm đến thôi. Dạ, thực sự ấy, là bây giờ khỏi rồi mới biết là cái thuốc nó hiệu quả như nào. Dạ vâng. Hôm nay em lên nhà để em phỏng vấn hình ảnh của anh và cảm ơn anh bớt chút thời gian mặc dù nhà anh đang xây nhà. Dạ, và vâng. Chiều nay là đổ mái. Dạ, nhưng vâng. Anh rất nhiệt tình là cho em hơn chục phút để em gặp để phỏng vấn và ghi hình tâm sự đôi lời về quá trình điều trị khỏi thoát vị đệm đau hình toại kèm theo thoát vị nặng L4, L5, L1 và điều trị anh tổng 3 tháng và anh khỏi được 3 năm rồi. Vâng. Thế là thuốc em cảm ơn anh và chúc anh
và đại đình luôn anh khỏe. Em chào anh. Dạ vâng.